tại sao con lại không chịu nói trước với ta khi con quyết định đầu tư thiết bị kỹ thuật mới? Con đã lôi kéo đầu tư nhưng rốt cuộc lại bị khủng hoảng kinh tế không bán được nhà. Đến các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã rút lui, và công ty xây dựng vào tay người khác. Do có sự đánh úp bất ngờ mà không ai có thể ngờ tới của IMF. Đây không phải là lỗi do con quyết định. Nếu tướng quân đổ lỗi cho binh lính thì cuộc chiến sẽ kết thúc. Bà ơi, sau khi con lên nắm quyền thì đã làm mất hai công ty. Ta không phải với tư cách là ba, mà chỉ đánh giá dựa trên một nhà quản lý. Ra ngoài đi. Người con trai đánh mất niềm tin của ba mình, và người ba thì thất vọng về con trai mình. Phim được chiếu trước minh tại tvhay.org. Sophia, con chính là tương lai của MC đó. Tham vọng của người ba trong giấc mơ về sự thay đổi trong tương lai. Và cuối cùng là tham vọng của đứa con trai không thể từ bỏ vị trí của mình. Trong ngôi nhà to lớn này có nhiều thế hệ với nhiều tham vọng khác nhau. Người chồng phải duy trì cuộc hôn nhân giả tạo của mình để trở thành người thừa kế của tập đoàn MC. Còn người vợ phải chịu đựng để ngày sau có được tự do và tìm kiếm tình yêu chân chính. Còn người mẹ thì cố gắng thống trị tập đoàn MC thông qua con trai. Anh yêu à, em còn phải ẩn mình bao lâu nữa đây hả? Bất cứ ai cũng muốn lợi dụng tình yêu của chủ tịch để đạt được những cái lớn hơn. Phải là như vậy, phải là như vậy mới đúng. Phải rồi, đây nè. Chuyện này không thể nào đâu. Dung sóc bà, chắc là phải có khúc mắc nào đó mình mới không biết chứ. Không đâu, Dung Sóc đã ở với Bù Chon tối qua. Cô ấy đã ở với Bù Chon. Một người với tâm hồn nghệ sĩ mong muốn tìm cách và tìm phương tiện để có thể đạt được dục vọng của mình. Ai cũng có tự do để có thể mang tham vọng của họ trong người, nhưng mà tương lai của gia tộc nằm trong tay họ. Và vận mệnh của họ rốt cuộc lại nằm trong tay Top. Nếu có được tập đoàn MC thì việc ông tôi có mất hay không cũng không liên quan tới tôi. Dù sao ông tôi cũng đã già rồi. Tiểu thư, hãy ký vào đi. Tốt thôi, tôi sẽ ký. Được chưa?
Người đã giết chủ tịch Hoàng chính là cô. Vậy là cô đã từ bỏ quyền điều hành và tất cả tài sản hả? Và hiện tại tôi không thể thuê anh làm luật sư cho tôi nữa. Tại sao? Vì trưởng Vũ Han quý anh mà. Cho dù tôi có tiếng là vậy thì sao? Tôi cũng không thể có phương pháp gì hết. Anh nghĩ vậy tốt sao? Anh đơn giản quá đó. Anh nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho não đi. Cô đúng là mạnh mẽ. Trong tình huống này mà còn có thể chọc cười được nữa. Giờ cô dự tính làm gì? Anh hãy làm việc anh muốn đi. Ý cô là sao? Thành người quan trọng trong thớp. Nếu anh làm việc bên cạnh bà Han, anh sẽ tìm được những tài liệu về vụ giết người. Anh cần phải minh oan cho mẹ của anh mà. Khoan đã, cô định bỏ cô hả? Giờ tôi còn có thể làm gì được nữa? Nè Mô Sóc Hy, nhờ cô tôi mới có thể đi được tới ngày hôm nay. Chúng ta đã hứa cùng tìm ra tội phạm mà. Anh có thể vào sâu trong tháp được không? Để có thể minh oan cho mẹ của tôi, tôi sẽ cố hết sức. Mà không, tôi sẽ làm mọi cách. Cô nói tôi nghe đi. Cách để một người thừa kế mất hết tiền mà vẫn sống tiếp là gì? Sở thích duy nhất của tôi chính là tiêu tiền. Độc mồm, độc miệng, lăng mạ người khác. Dùng tiền làm sức mạnh và trở thành một Mô Sóc Hy điên loạn. Nè, cô đang làm gì vậy? Nè, cầm lấy. Cái này là gì vậy? Anh nghĩ là gì? Đừng có căng thẳng quá. Tôi đi đây. Tôi hỏi bà một câu. Ông của tôi là ai đã giết ông tôi? Mô Sóc Hy. Bà hãy trả lời tôi đi. Giờ tôi sẽ ký. Tôi đã giải quyết việc đó. Mô Sóc Hy. Được rồi, tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Cảnh đêm rất đẹp phải không?
Tôi quyết định sẽ làm việc cho tốt. Cậu sẽ không còn là luật sư của tiểu thư Mô Sóc Huy nữa, mà sẽ là luật sư của Top. Dạ. Cậu không thấy tiếc sao? Cậu và cô ấy đã rất thân với nhau. Thú thật, giờ tôi vui buồn lẫn lộn. Buồn vui lẫn lộn sao? Vậy chắc có lẽ là tôi sẽ phải phụ trách phần buồn đó cho cậu rồi. Tất cả mọi người đã sẵn sàng làm việc thâu đêm chưa? Dạ. Đây là bản sao kê chi phí mà tiểu thư đã đi mua sắm trong ngày hôm qua. Có nên ra mức giới hạn không? Cứ để yên đi, tiêu tiền là thú vui của cô ấy. Đã chi vào đâu? Vào việc massage, quán bar, nhà hàng, những nơi bình thường như vậy. Mô Anh Su đã sử dụng quá giới hạn thẻ và dùng trả chi phí cho bộ phim của mình. Chặn thẻ đó lại đi. Dạ. Với lại số tiền giám đốc Mô Anh Chun dùng mua đồ cho phụ nữ cũng đang tăng lên, cũng có trang sức nữa. Cứ xem chừng đã. Thiếu phu nhân đã đăng ký các lớp học 1-1 với đầu bếp tại các khách sạn của Trung Quốc, Italy và Nhật Bản. Cô ấy phải làm vậy để bảo vệ địa vị của mình thôi. Còn phía diện công tố thì sao? Dạ, các tố cáo bên phía chủ tịch Hoàng đều vi phạm luật về vốn thị trường nên đã bị bắt bỏ. Còn phía nhà báo, các bài báo về việc tiểu thư Mô Sóc Hy nhường quyền kinh doanh cho ba mình và tập đoàn MC đang được tăng cường sức mạnh một cách vững vàng hơn. Phải nhấn mạnh rằng không có sự chia rẽ trong gia đình, cô hiểu chứ? Dạ. Giải tán. Vất vả rồi. Bên phía luật sư Hồ vẫn chưa có điểm yếu gì. Vậy à? Kiểm tra thật kỹ thân phận của cậu ta, tìm được gì thì tốt. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ, thưa chủ tịch. Chỗ này đặc biệt đẹp đúng không? Dường như ngài có nhiều tình cảm với nơi này đúng không? Làm việc sẽ dễ dàng nếu mọi thứ đi theo hướng tôi muốn. Mọi người từ chối nhưng mà cô vẫn tiếp tục cố gắng. Càng nghĩ về việc đó càng thấy cô rất ấn tượng đó. Ngài nói quá lời rồi. Chủ tịch Chuê chắc là phải cảm thấy tiếc lắm. Ông ấy qua đời, chắc là ngài cảm thấy tiếc nuối lắm đúng không? Ông ấy không nuôi trồng giỏi, con cái cũng rắc rối, không quản lý nhân viên tốt. Sao lại không có mắt nhìn người như vậy? Một công ty bên Anh đã tiếp nhận tập đoàn Đông Hên phải không? Nhưng tập đoàn MC không được như vậy. Chỉ cần nghĩ đến những xào xáo trong gia đình này là đã thấy thật sự kinh khủng. Tôi nhất định phải thấy Oanh Chun đảm nhận công ty một cách an toàn. Chúng tôi đang rất tích cực để chuẩn bị cho việc đó. Không được, phải nhanh hơn nữa. Cho giám đốc Mô Oanh Chun lên thừa kế sao? Chủ tịch, giờ ngài đang thấy sợ tôi sao? Con từ nhỏ chưa một lần nào cãi ý của bà. Bà rất cảm ơn con về tất cả việc đó. Bây giờ đã đến lúc bà cần nghỉ ngơi. Ba, chủ tịch Trê của tập đoàn Đông Hên đã cùng ba tiếp nhận tập đoàn trong cùng một thời kỳ và đã phát triển cùng một thời điểm, nhưng mà bây giờ nó đã bị mua lại bởi một công ty nước Anh. Con biết sự khác biệt giữa ba và chủ tịch Trê là gì không? Con không biết.
là ông ta có được hành chê cúc. Nhưng mà còn ba thì lại có. Ba ta là một người không có tham vọng, và cũng khó có thể hiểu được chủ nghĩa tư bản là cái gì. Ba ta là duy nhất. Nhưng mà con người cũng là sinh vật, lúc nào cũng có thể thay đổi. Không chỉ là bà ta, mà bất cứ ai làm lung lay gia tộc họ Mô cũng sẽ không được chung nợ, kể cả đó là mẹ của con. Con đã hiểu ý của ba. Nếu như có gì mà ba đã hoàn thành được trong cả cuộc đời, thì đó chính là con. Ba, giờ chính là lúc con tiếp bước của ba, trở thành chủ nhân của MC. Từ giờ gánh nặng của cậu sẽ rất lớn. À, tôi biết điều đó. Tôi biết hôn nhân của cậu không có tình dục. Nè, trưởng chủ Hành, đây là vì công việc, không thể để bất cứ điều gì gây hại đến tập đoàn và sự phát triển của nó. Không có tình dục đúng không? Đúng vậy. Bắt đầu từ khi nào? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Sau khi kết hôn khoảng một năm. Vậy thì tại sao lại không ly hôn? Là vì hình ảnh tập đoàn. Tôi muốn tránh những việc làm ảnh hưởng không tốt tới tập đoàn. Vậy thì sau này cứ tiếp tục làm như vậy đi. Cậu tính khi nào xử lý việc riêng đi? Gì vậy? Giám đốc Mô có người phụ nữ bên ngoài. Vậy à? Mở lên xem. Dạ. Việc đó đã chấm hết rồi. Nếu có việc gì cần tôi giúp thì cậu cứ nói. Không có gì.
mọi việc đều ổn. Phía bên đó cũng đã được giải quyết gọn gàng rồi chứ? Rồi, phải vậy thôi. Tôi từng xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của Top chưa? Đừng có bận tâm nữa. Cậu ly hôn đi. Sao? Nếu vợ ly hôn thì tiền cấp dưỡng sẽ dưới 10 tỷ won. Còn sau khi nắm quyền sẽ là 100 tỷ. Nếu kéo dài thì sẽ làm tổn hại tài chính và dĩ nhiên sẽ tổn hại tới hình ảnh của tập đoàn. Sau khi cậu thừa kế chắc chắn vợ cậu sẽ kiện cậu. Và nếu việc đó xảy ra thì báo chí sẽ bình luận là có phải cậu có vấn đề về tình dục hay không. Vậy tiến hành ly hôn đi. Ngay lập tức. Việc thừa kế là một kế hoạch 10 năm. Chủ tịch có thay đổi quyết định của mình không? Phải lần trước cắt rủi ro để hoàn thành dự án này. Chủ tịch sức khỏe vẫn tốt mà. Lo lắng chỉ được tan biến khi việc thừa kế này kết thúc trong an toàn thôi. Khả năng thành công là bao nhiêu? Khó đã chuyển nhượng cổ phần của chủ tịch và cổ phần của tiểu thư Sóc Hy cho giám đốc Một. Điểm mấu chốt ở đây là thuế rất cao. Với lại bây giờ thì tài sản của tiểu thư đã bị đánh thuế rồi. Nếu trả thêm lần nữa thì... Thêm nữa, khi quyền thừa kế được hợp pháp thì Oan Su, Sô Chinh và Sóc Hy sẽ không để yên như vậy. Phía họ cũng có thể sẽ đâm đơn kiện để đòi quyền thừa kế. Nếu như giải quyết hết thì cũng mất khoảng vài năm. Việc phân chia tài sản là một việc rất khó. Và đặc biệt mẹ của Sô Chinh Chuenari là một quả bom. Khoan đã. Mẹ của Sô Chinh? Không lẽ... Anh không biết là Chuenari hay sao? Thêm vào đó, các nghị viên đảng đối lập cũng đang đưa ra bản đề nghị sửa đổi về luật thừa kế. Nội dung là gì? Là việc tăng thuế và điều khoản về việc vợ chồng được quyền thừa kế. Trong hoàn cảnh hiện tại thì có thể để giám đốc Ngô được lên nắm quyền thừa kế. Cho dù là như vậy thì chúng ta cũng phải làm gì đó chứ. Cần phải đưa các thành viên bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế. Được rồi, cô Ly lo phía Chuenari, cậu Yun lo Bé Su Chin, cậu Khuân là phu nhân, và luật sư Hồ là tiểu thư Mô Sóc Hy và Mô Oan Su. Đặc biệt phải chú ý không thể để cho cô ấy biết về việc kế gì. Dạ tôi biết rồi. Lo việc của các thành viên trong gia đình trước đi. Và sau là ngăn đạo luật được thông qua. Chuenari là... Nhanh đến đi, gọi lại cho tôi. Nè, mặc gì là sao? Đi club mà. Đây chính là phong cách của tôi. Ôi, mắc cười quá à. Tôi đang làm việc đó nên đừng có đùa. Mắc cười thiệt chứ bộ. Ê, anh không có chào được. Cảm ơn. Dạ, dạ, mời. Sao ba tôi lại vội vàng cho việc thừa kế vậy? Tôi nghe trưởng Dù Han nói là ông ấy mắc chứng ám ảnh tự kỷ. Ám ảnh tự kỷ? À, ba tôi bắt đầu bị bà Han cản trở. Đó là để đối phó cho việc ông ấy càng nhiều tuổi. Mo Oan Chun không thể một mình chống lại bà Han. Ồ, chắc ông ấy sợ phải như ông tôi. Không chỉ cô mà các thành viên ở trong gia đình, tất cả đều phải từ bỏ quyền thừa kế. Vậy họ có đồng ý không? Top sẽ bắt họ phải ký bằng mọi giá. Top lúc nào cũng luôn thuận lợi như lướt trên đường cao tốc. Bây giờ cũng đã đến lúc cho họ mắc một số ổ gà rồi có phải không? Cô định làm gì? Là luật phân chia. Là cách mà các cường quốc cai trị các nước thuộc địa của mình đó hả? Tạo sự tranh chấp nội bộ để ngăn sự độc lập. Cô muốn khiến gia đình tranh đấu về quyền thừa kế. Cách của cô là vậy chứ gì? Cô thông minh hơn tôi nghĩ đó nha.
Làm ơn nói chuyện bình thường đi. Nhưng nếu như vậy, họ sẽ nghi ngờ tôi đã làm rò rỉ thông tin. Chúng ta hãy lợi dụng sự nghi ngờ để làm lợi thế. Bà Han đó không phải người dễ dàng buông bỏ vũ khí đâu. Bà ta sẽ sử dụng anh như một cuộc thí nghiệm. Hình như cô rất có tố chất làm điệp viên đó nha. Tôi cũng thích thể loại phim đó. Anh đừng có quên, một người thừa kế điên rồ thô lỗ, đó mới là tôi. Cuối tuần hãy đi thăm mẹ anh. Đặt lịch cho tôi. Mẹ tôi sao? Ừ. Mẹ của anh là người duy nhất có thể cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi phải gặp bà ấy. Đúng vậy, nhưng mà nếu như họ phát hiện ra thì chúng ta tiêu tùng đó. Nói vậy nghe được sao? Điệp viên thì phải có giá của mình chứ. Tiểu thư, Mô Sóc Hy đã đến rồi. Xem ra con đến ăn đúng giờ quá. Còn làm gì đó? Có một bài báo rất thú vị đó. Sự nhượng quyền kinh doanh một cách tốt đẹp của tập đoàn MC. Đây đúng là sự tốt đẹp đến điên cuồng. Nè, Mô Sóc Hy, cô không giữ lễ nghi nhưng phải biết cư xử chứ. Tôi đã nhường lại quyền kinh doanh cho ba rồi mà. Đúng là trò đùa. Họ khen đó là mẫu lý tưởng cho một gia đình kinh doanh. Chắc ba vui lắm vì có được người giỏi như bà Han. Nhưng có đạo đức giả quá không? Nè, em thật sự từ bỏ quyền kinh doanh hả? Nếu nói chính xác hơn là bị tước đoạt đó. Phải vậy không ba? Không chỉ quyền mà cả cổ phần cũng không còn. Bây giờ tôi không thể giúp đầu tư vào phim của anh được rồi. Thật sao? Hả? Ba ơi ba, Sóc Hy nói đúng không? Ôi, cái này không nằm trong kế hoạch mà. Anh ơi, vậy còn phim thì sao? Anh đã hứa cho em một vai rồi mà. Bây giờ đó không còn là vấn đề nữa. Em nghĩ nói có được không? À mẹ, lời cô ấy nói đúng chứ. Sóc Hy à, tất cả do con không có năng lực nên đã tự tay ký vào bản cam kết đó không phải sao? Con nói nhảm thì đến viện tâm thần đi. Ôi trời, bà đang uy hiếp cưỡng chế bắt tôi vào viện tâm thần sao? Mẹ kế của chúng ta thật là đáng sợ mà. Con cũng đã hơn 30 tuổi rồi, con cũng nên bắt đầu sống tự lập được rồi đó hả? Con tính dùng tiền của ba mình để mua đồ lót đến bao giờ đây? Chủ tịch à, ông thấy để Sóc Hy sống tự lập chuyện này thì như thế nào hả? Mà nè, tôi đã hiểu được ước muốn thật sự của mẹ kế là gì rồi. Ngôi nhà này tràn đầy tình yêu và hòa bình, tôi rất thích nên tôi không có suy nghĩ là sẽ bước chân ra khỏi đây đâu. Làm sao đây? Mẹ của con nói không sai đâu. Từ bây giờ con hãy theo chị dâu đi học nấu ăn đi ha. Dạ được. Tôi rất thích nếu có cô học cùng. Ê, các người sao vậy? Cuộc sống của tôi từ giờ rất bận đó. Dạ thưa cậu, có điện thoại gọi cậu từ học viện. Lớp học hôm nay bị hủy rồi. Ờ. Chị ơi, chị nói với mọi người là gặp em ở trường được không chị? Lớp học đã bị hủy cho nên... Em cần chứng cứ ngoại phạm à? Một phù thủy ghét việc em gặp mẹ của em. Mẹ em kêu em lén ra ngoài á. Vậy thời gian qua em đã nói dối đi gặp mẹ sao? Không phải ngày nào cũng vậy mà. Một tháng có một lần thôi. Chị biết rồi, chị sẽ giúp em.
ở đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Mẹ nói em đợi ở đây khi mẹ mệt mỏi và cần tiêm chất dinh dưỡng á. Tiêm chất dinh dưỡng? Ừ. Nhưng cửa đóng rồi mà. Mẹ của em rất nổi tiếng nên có nhiều người nhận ra lắm. Bởi vậy phải tới đây lúc họ đóng cửa. Nè, đi đâu vậy? Nè, nè. Nhưng mà sao em lại gặp mẹ mình ở đây? Mẹ nói sau khi tiêm xong thấy em sẽ thấy vui lắm, nên mỗi lần đến đây phải gặp em. Chị cũng tiêm thử đi, tốt cho da lắm á. Chị thấy không, mẹ của em đẹp quá trời. Thiệt vậy sao? Em đi nha. Ờ, mà nè, đừng có nói với mẹ là đã gặp chị đó nha. Xin mời cô vào. Tôi được giới thiệu đến đây đó. Xin hỏi là do vị nào giới thiệu vậy? Là diễn viên Chuenari. À, dạ cô chờ chút. Dạ viện trưởng, chúng ta có khách VIP. Gọi một người bận rộn như tôi ra có chuyện gì? Ở đây ngay trước phim trường mà. Đây là tài liệu về miếng đất sau quán cà phê này, khoảng 20.000 m². Vậy thì sao? Đây là bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế của cậu Sochin, bao gồm cả điều khoản sau này không được yêu cầu quyền thừa kế. Nếu bà ký cái này thì miếng đất này sẽ thuộc về bà. Sau khi các căn hộ được xây lên thì giá của nó sẽ tăng lên 3-4 lần. Tôi có thể đợi sau khi Sochin trưởng thành thì mới quyết định được không? Không ai có thể đoán trước được việc tương lai. Bà cũng có tuổi rồi nên chuẩn bị dần đi là vừa. Chỉ có những người như cô mới cần phải lo lắng về chuyện nghỉ hưu thôi. Nghệ sĩ là một nghề không cần phải lo lắng về những việc giống như tuổi tác gì đó đâu. Trước khi chủ tịch biết được, tôi sẽ xử lý nó cho bà. Mấy tấm hình này cũng thật là tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho đàn em mà thôi. Top dạo này khá lỏng lẻo thì phải. Vậy bà muốn cái gì? Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ, xin hãy giết thần thiếp. Việc mà thiếp đã gây ra không thể tha thứ. Không có thời gian để ngồi ở đây đâu. Sao cô lại tới đây? Bảo vệ quyền lợi cho Sochin đi chứ. Sao? Cô có biết giờ là lúc để chọn người kế vị hay không? Sao cô lại nói chuyện đó với tôi chứ? Nghĩ tôi lo cho cô sao? Không, là tôi đang lo lắng cho Sochin mà thôi. Sochin của tôi là con trai chính thức có trong gia phả của gia đình đó. Có gì phải lo lắng chứ? Cô nên tự lo cho mình đi. Có vẻ cô biết rồi mà vẫn ngồi yên. Cô ngây thơ hơn tôi tưởng đó. Nếu họ ném cho cô một ít tiền rồi đuổi cô đi thì sao? Tại sao tôi phải tin lời cô chứ? Cô Chuenari, gia đình này không đơn giản đâu. Cô nghĩ họ sẽ vì cô sinh ra Sochin mà cho cô cái gì đó à? Không có đâu. Cô đã ra đời và trở thành người của công chúng bao lâu nay rồi mà vẫn hiền như vậy sao? Tớp sẽ đem đến cho cô một tập tài liệu và bắt cô ký vào vì họ đã tìm chứng cứ về việc gì đó.
Đừng có mà tùy tiện ký vào nha. Cô phải tỉnh táo đó. Phim được chiếu trước minh tại tvhay.org. Da cô thật sự rất là đẹp. Nhưng mà trang điểm lại chỗ này đi, bị nhòe rồi. Trưởng nhóm Ly à, chưa làm mẹ nên không hiểu được lòng mẹ đâu. Sojin chính là con trai của chủ tịch, đó là dòng máu ruột thịt. Giam một con hổ lại, làm vậy thì không được đâu. 30% cổ phần. Tôi có cảnh quay rồi, nên tôi đi trước đây. Đây là giấy tờ ly hôn. Cô đã phải sống gò bó và không được làm những gì mình muốn. Bây giờ cô đã có thể tự do rồi. Trưởng nhóm Yun à, tôi sẽ không ly hôn đâu. Tôi đã rất ngạc nhiên vì cô đã mời tôi đi ăn đó. Dù phải đề phòng ánh mắt của mẹ chồng, nhưng mà tôi thật sự rất là thích cô. Tâm trạng không tệ ha. Nhưng mà sống trong nhà không phải rất ngột ngạt sao? Còn không biết làm sao nữa, đành phải vừa học nấu ăn vừa sống trong nhà giam đó thôi. Sao cô không mang thai? Chúng tôi là hôn nhân không tình dục. Anh ấy có người khác sao? Chắc là vậy. À không, vẫn chưa bị bắt quả tang mà. Vậy cần phải ly hôn rồi. Sẽ không như vậy đâu. Trước khi thành người thừa kế sẽ không ly hôn. Anh ấy đi lén phén ở bên ngoài như vậy mà bắt cô sống ở trong nhà, giống như một con búp bê vậy mà được sao? Nếu muốn trở thành người kế vị thì chắc là phải cần chờ thêm 10 năm nữa. Đến lúc đó thì tôi đã già mất rồi. Nếu đã chịu được như vậy thì nên cố chịu thêm. Sao chứ? Nếu ly hôn sau khi thành người kế vị thì sẽ nhận được rất nhiều tiền cấp dưỡng đó. Nếu nhận được nhiều tiền thì sẽ không thấy uất ức nữa. Cũng có thể ngày mai anh ấy trở thành người thừa kế mà. Tôi thật lòng là yêu anh Oan Jun. Chúng tôi đã bồi đắp được rất nhiều tình cảm. Giờ chúng tôi sống rất là tốt, nên đừng lo lắng. Vậy tôi đi trước đây. Vì Oan Jun mà tôi phải từ bỏ cổ phần sao? Nhưng mà tôi nhất định phải làm gì à? Tôi đứng về phía Oan Jun mà. Dù số cổ phần đó của tôi hay của nó thì cũng như nhau, không phải sao? Vì giám đốc Mô, bà hãy ký nó đi. Nhưng mà điều này không đúng chút nào đâu. Cậu cũng biết là nhà họ Mô sẽ quy về huyết thống mà. Nếu ly hôn thì tôi sẽ chấm dứt. Nên cứ để vậy đi. Tôi sẽ nói lại việc này với trưởng vụ Han. Nói với bà Han là hai chúng tôi nên gặp nhau để uống trà và nói chuyện nha.
Ai vậy? Ôi, đó là luật sư Hồ đến rồi hả? Đến lụng lụt lắm. Nó nghe nè. Ôi, anh giúp tôi mua cơm có được không? Anh ăn từ từ thôi. Bao giờ thì gỡ bỏ giới hạn thẻ vậy? Chuyện đó không phải thẩm quyền của tôi. Vậy sao anh lại tới đây? Phải. Tôi tới để đưa bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế. Phải rồi. Bây giờ tôi cũng có nhiều lời muốn nói về việc này lắm luôn đó. Sao phần của tôi ít quá vậy? Ơi, cái này không phải rồi. Nếu như tôi chấp nhận nhượng quyền thừa kế á, thì phải cho tôi nhiều hơn mới phải chứ, đúng không? Cái này cũng không thuộc thẩm quyền của tôi. Luật sư Hồ, nghe kỹ tôi nói nè. Ở Hàn Quốc thì người trưởng nam á, được sinh ra phải gánh vác trách nhiệm đầu tiên, đúng không? Ai sẽ thờ tổ tiên đây? Không phải tôi thì còn ai chứ? Khi mà tôi có con trai á, thì nó cũng sẽ là cháu đích tôn mà. Ui, còn cái này coi nè. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không có gì để sống qua ngày luôn hay sao? Luật sư Hồ, anh cũng thấy không công bằng với tôi có phải không? Hãy nói lại với trưởng vụ Han về vụ này đi. Dạ, tôi sẽ cho bà ấy biết. Chắc anh cũng nghĩ giống tôi mà hả? Tôi nghĩ ý kiến của tôi không quan trọng đâu. Ừ trời, anh cũng giỏi tránh né quá. Anh có học võ phải không? Luật sư Hồ, anh có biết gì về nghệ thuật không? Nghệ thuật sao? Tôi cũng không hiểu lắm. Vốn dĩ những kiệt tác luôn được sinh ra kèm với một lời nguyền nào đó. Tôi được sinh ra trên thế giới này với tất cả sự tài năng được gộp lại trong mình, nhưng không thể nào kiểm soát được tài năng đó, nên đã làm tốn một ít tiền của ba tôi. À không, không phải là một ít, mà là rất nhiều tiền đó. Nhưng mà đó cũng không phải là quy luật của đồng tiền hay sao? Ba tôi kiếm ra tiền tôi sử dụng nó, đúng mà. Tôi bây giờ gặp khó khăn vì tiền bạc cũng là để nhằm thử thách cho tài năng của tôi mà thôi. Bởi vì nó là một tác phẩm vĩ đại thì sẽ không được tạo ra một cách dễ dàng, đúng không? Anh sẽ ký nó chứ? Không thể nào. Không, tôi sẽ không ký. Thôi được rồi, vậy tôi đi trước đây. Anh hãy chuyển những lời đó giúp tôi nha. Để cái cặp đó lại rồi hẳn đi. Tôi biết tớp luôn để nhiều tiền trong cái cặp đó mà. Anh mệt mỏi vì việc làm phim lắm đúng không? Không phải thì còn gì nữa. Nếu bây giờ không có tiền trả cho nhân viên thì tất cả sẽ dừng lại đó. Ôi trời, đúng là điên thiệt mà. Anh đã nói rằng sẽ lo chi phí làm phim rồi. Sóc Hy à, em không có cách nào thật sao? Em có rất nhiều kim cương và đồ hiệu mà em hãy cho anh mượn bán đi em. Hả? Nếu như phim của anh thành công, anh sẽ trả lại cho em hết. Tại sao lại không dám đòi cổ phần của mình chứ? Anh bị ngốc à? Em đang nói gì vậy? Ba còn khỏe đâu ra mà can đảm đòi cổ phần chứ? Chỉ cần sử dụng quyền thừa kế hợp pháp thôi, anh sử dụng nó đi chứ. Nếu anh sợ ba thì hãy nói với bà Han đi. Đầu tiên anh phải tìm luật sư đi. Và anh không được nói chuyện này cho Thớp biết. Anh biết chứ? Như vậy có được không? Sao lại không? Ba có nhiều tiền lắm.
Ông ấy lấy hết của tôi rồi mà. Chudari yêu cầu 30% cổ phần cho Musojin. Cô biết Sujin đã từ chối ly hôn rồi. Nhưng cô ta muốn vậy mà. Cô ta nói yêu giám đốc. Sao tự nhiên lại nói chuyện yêu đương chứ? Cần có sự điều chỉnh đối với bà Ha Yong-su. Mo Anh-su yêu cầu cổ phần cho một trưởng nam và cả cháu đích tôn sau này nữa. Gì à? Không lẽ cậu ấy còn có con rơi ở đâu nữa sao? Tôi đang theo dõi các mối quan hệ của anh ta nhưng mà không thấy có quan hệ với ai hay là có con rơi. Và cả khoản tiền thực hiện công việc. Anh ta là vậy rồi. Lần thứ mấy rồi? Từ trưởng nhóm Quân đến Chu Dông và giờ đến anh nữa. Còn phía tiểu thư? Cô ấy nói chỉ cần có bank card thì đã đủ rồi. Vậy sao? Nè, vào đi. Vào đây đi, nhanh lên. Ê, chào tất cả mọi người. Mọi người chăm chỉ quá ha. Trưởng Vũ Han, bà biết trường đại học Harvard chứ? Đây chính là luật sư Sơn, xuất thân từ trường đại học danh giá đó. Và cậu ấy là luật sư trực thuộc của công ty luật Thê Thê Giang. Cậu ấy còn rất trẻ và rất thông minh nữa đó. Anh quá lời rồi. Tôi là luật sư Son Ho Jin. Luật sư Ho chắc cũng đã nói với bà rồi phải không? Nhưng mà tôi là một nghệ sĩ mà. Tôi rất dở mấy cái vụ này cho nên phải nhờ luật sư Son rồi. Cậu ấy là chuyên gia. Nên từ giờ bà hãy thảo luận mọi chuyện với cậu ấy thay tôi nha. Luật sư Son Ho Jin sao? Dạ. Ông quản lý luật sư của mình kiểu gì vậy? Cậu hãy mau nghe máy đi. Dạ, tôi là Son Ho Jin. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu nghĩ chỗ đó là ở đâu hả? Mau ra khỏi đó ngay, nhanh lên. Đến văn phòng của tôi. Dạ, sếp. Cậu muốn tôi nổi điên sao? Không phải, không phải. Mau về ngay đi. Dạ, tôi biết rồi, dạ. Giám đốc của cậu là hậu bối của tôi, cũng là đối tác của tập đoàn. Chắc cậu sống ở nước ngoài đã lâu rồi, nên cần phải có thời gian làm quen. Dạ, tôi biết. Tôi sẽ liên hệ lại sau. Khoan đã. Tại sao cậu làm vậy? Đây là một câu hỏi hay á. Trưởng Vũ Han, bà biết tôi bao nhiêu tuổi rồi phải không? Tới bao giờ thì tôi mới được sống thoải mái một cách như tôi muốn đây? Tôi nói cậu hãy chờ tới khi đó rồi mà. Vậy thì hãy đưa tôi bách hạt như là sóc khi đi. Được, tôi biết rồi. Ok. Bà hứa rồi đó nha. Bây giờ tôi đi đây. Hãy đưa bác hạt cho cậu ấy đi. Dạ, tôi biết rồi. Luật sư Hồ, cậu đã thử cà phê tôi pha chưa? Dạ chưa. Vậy theo tôi. Nó có chút axit, không sao chứ? Dạ, không sao đâu. Uống đi. Cậu hãy dừng lại mọi chuyện đi. Chị nói vậy là vì vẫn chưa tin tôi sao? Không phải tớp đều nắm bắt được hành tung của tất cả nhân viên của mình à? Vậy thì sao? Gần đây cậu hãy đi club với tiểu thư thì phải. Việc đó tôi gặp vì việc riêng thôi. Tôi cũng thích đi club chơi mà. Ngay từ lúc kết hôn thì cô Beth đã muốn ly hôn rồi, không phải sao? Nhưng sao tự nhiên bây giờ lại thay đổi? Một trưởng nam điên cuồng vì phim ảnh, sao tự nhiên lại đòi cổ phần? Và mẹ của một đứa con quan, sao tự nhiên lại dám đòi cổ phần?
Tôi nghĩ tiểu thư Mô Sóc Hy đã đứng sau lưng giật dây bọn họ. Tôi không nghĩ cậu đã để lộ thông tin của cô ta đâu, vì cậu vốn chỉ không phải là người đơn giản như vậy. Tôi thật sự không có lý do gì để tiết lộ thông tin với cô ấy hết. Vậy thì cậu hãy chứng minh là mình không làm lộ thông tin ra đi. Trưởng Vũ Hanh, bây giờ làm sao tôi mới có thể chứng minh được chuyện đó đây? Vậy sao? Tôi cũng rất tò mò đó. Vậy ý của anh là vụ án mẹ của Mô Sát Huy đã bị giết hại vào 15 năm trước, kẻ sát nhân là một người giúp việc, nhưng mà đây không phải là thủ phạm thật sự? Đúng vậy. Top đã phong tỏa tất cả việc này lại. Họ đã khống chế tin tức và nhúng tay vào việc của viện công tố. Nếu đây là sự thật thì đúng là chuyện đáng theo đuổi. Người mà cô khinh miệt đã vì theo đuổi vụ án này mà bị Nhật báo Trung ương đuổi cổ đó. Vậy việc anh thỏa thuận với Không A là có lý do, có phải không? Tất nhiên rồi. Hơn nữa từ khi Sóc Hy về nước thì chuyện càng thú vị hơn. Cần gì phải làm mấy cái vụ như là ma túy chứ. Có thể sử dụng Không A để tìm thông tin. Trời ơi, anh à, anh làm phóng viên đúng lắm rồi đó. Bởi vậy cô đừng có tùy tiện gọi tôi là ngỗng nữa. Cô có từng bị ai gọi giống vậy chưa? Nghe mình bị gọi như vậy rất là tổn thương. Tôi biết rồi, sẽ không gọi nữa. Dù sao thì thời gian kháng cáo vẫn còn. Chúng ta thử làm cái gì đó đi. Nhưng mà anh à, bây giờ tôi cảm thấy ớn lạnh quá. Tắt máy lạnh ha. Tiền điện đang nhiều lắm. Tôi còn đang thiếu nhiều tiền điện và lương cho cô nữa. Mô Sóc Hy có một luật sư, luật sư Ho Jun Do. Từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh ta rất quen mặt rồi. Cô thích cậu ta hả? Tôi biết là cô thích người giống tôi. Không phải vậy. Khi tôi học lớp 7 thì lớp tôi có một người tên là Park Tae-ho. Cậu ấy cao lớn, có hơi ít nói và học cũng không tệ lắm, nhưng mà sao mỗi lần tôi gặp luật sư Ho thì tôi lại nhớ đến cậu ấy? Có lạ không chứ? Chỉ là gương mặt giống nhau. Nghĩ lại mới nhớ. Lúc đó đã có tin đồn là mẹ Tae-ho là kẻ giết người đó. Vậy sao? Nhưng tôi nhớ là mẹ cậu ấy đã giúp việc cho một gia đình tài phiệt nào đó. Nhưng rồi đột nhiên cậu ấy biến mất ở trường, không ai thấy cậu ấy nữa. Vậy hả? Tôi nghĩ là luật sư Ho Jun Do đó có thể chính là Park Tae-ho. Là bản năng của phóng viên. Một phóng viên thì nên cần phải có bản năng trong người như vậy. Nếu cô cảm nhận vậy thì thử đi tìm Park Tae-ho đi. Tôi sẽ thử tìm hiểu thông qua Không A và tìm hiểu thêm về tiểu sử của cậu ấy. Dạ sếp. Tôi hài lòng với câu trả lời đó lắm luôn. Dạ sếp. Tôi thưởng cho cô. Dạ sếp. Đủ rồi đó. Nè, con lại chạy bộ hả? Sao vậy? Ba muốn chạy với con không ba? Nè, sao lại nhắc chuyện đó? Chỉ người giàu mới dư thời gian tập thôi. Một người bận rộn để kiếm tiền như ba thì việc đó là rất xa xỉ hơn à. Sao ba lại làm con thấy có lỗi vậy? Nè, có lỗi gì chứ? Chúng ta không cùng đẳng cấp mà. Dù sao con cũng là một luật sư. Mấy lâu nay cuộc đời của ba cũng đã rất vất vả quen rồi. Nhưng con phải sống thật tốt quá. Ba đang giận đó sao? Ai mà giận chứ? Ba đừng dọn dẹp, cứ để đó đi. Sau khi về con sẽ dọn cho. Thôi được rồi, con mau đi đi, nhanh lên đi. Sao mà con đi được? Ba mà giận là phải mất 3 tháng lận đó. Trời đất ơi, ba không có giận thiệt mà. Nhanh đi, đi đi, mau đi giùm đi. Đi đi. Ba không thể để con sống như ba được. Con phải được vận động để sống thật tốt. Phải sống tốt hơn ba. Con trai à, cố lên. Khoan đã. Ê, sao vậy? Anh à, tôi có một phương án muốn đề xuất với anh nè. Sao mỗi lần cậu nói cái gì là tôi cảm thấy hồi hộp? Tôi chưa từng như vậy với sếp luôn đó nha. Tôi không đùa đâu mà. Tôi cũng đâu có đùa đâu. Bộ phận án treo chỉ cần xem xét tài liệu tại văn phòng thay vì ra hiện trường phải không? Cậu đang cà khịa tôi hay gì? Thôi được rồi, tôi sống từng ấy năm và đã tìm được một công việc vô cùng tốt đó rồi sao hả? Vụ án của mẹ tôi, anh hãy cho tái điều tra đi. Gì?
Thật sự thì vụ án của mẹ tôi cũng có thể xem là một vụ án treo, không phải vậy sao? Đó là ý của cậu thôi. Tôi nói thật mà, chỉ cần xem như bên cạnh anh có hai đặc vụ bí mật đi, hãy làm việc cùng nhau. Nếu tìm được thủ phạm đích thực, anh sẽ được thăng chức, còn tôi sẽ chứng minh được mẹ mình vô tội. Nhưng mà sao lại là hai? Mua sóc khí. Mua sóc khí của tập đoàn MC? Phải. Chúng tôi sẽ chi trả hết tất cả mọi chi phí điều tra. Anh chỉ cần hỗ trợ chúng tôi theo đúng quyền hạn của anh thôi. Bắt thủ phạm thật sự hả? Được chứ? Được. Cho tôi mượn điện thoại. Nè, mượn làm gì? Giảm sốc phòng tập thể hình 60.000 won. Mình có nên chạy bộ hay không đây ta? Trưởng Dù Hanh nghi ngờ rồi. Tôi đã nói rồi mà, bà ấy muốn tôi chứng minh mình vô tội. Muốn anh đem về thứ có thể tin tưởng sao? Chắc vậy. Đừng lo, tôi đã có kế hoạch rồi. Là gì? Mai gặp mẹ anh rồi nói. Được rồi, mai gặp nha. Nhìn anh cao to như vậy mà sao thể lực tệ quá chứ. Chỉ có cô giỏi thôi. Nhưng mà tin tưởng người đó được không? Tất nhiên, tôi biết anh ấy khi còn học trung học. Anh ấy như người nhà vậy. Anh ấy đến rồi. Đến rồi hả? Xin chào. Tôi đã để vé trong xe rồi. Hôm nay anh hãy cùng vợ con đi chơi ở công viên vui vẻ nha. Được rồi, đừng có lo, gặp mẹ vui vẻ ha. Ừ. Lên đi. Dạ. Mẹ ngồi đi mẹ. Có việc gì vậy? Sao con lại đến cùng tiểu thư? Nói ra thì dài dòng lắm. Mẹ ngồi đi. Con sẽ yêu cầu điều tra lại vụ án của mẹ. Con đã nói với trại giam là mẹ sẽ tìm luật sư riêng rồi. Không được đâu Juno. Mẹ nói là con sẽ gặp nguy hiểm mà. Đừng làm như vậy. Luật sư Lee Bang-woo sẽ là luật sư riêng cho mẹ. Dĩ nhiên đó là giả. Luật sư cho mẹ là con. Gì à? Ai là người đã uy hiếp gì? Không được. Không thể nói được. À,
Mẹ à, con đã trưởng thành rồi. Bây giờ con đã trở thành một luật sư. Con đã có thể bảo vệ cho bản thân và mẹ. Bởi vậy mẹ đừng lo lắng gì hết. Làm sao con có thể sống hạnh phúc khi mẹ phải ở đây chịu uất ức như vậy được. Nên bây giờ xin mẹ hãy giúp con đi. Phu nhân bà ấy không có bạn bè gì, và thậm chí cũng không thích đi ra ngoài. Mỗi ngày bà ấy chỉ ở nhà vẽ tranh, thậm chí không đi bệnh viện mà bác sĩ phải đến tận nhà khám. Mẹ tôi bị bệnh nặng gì hay sao? Không phải bệnh gì nặng đâu, bà ấy chỉ đau đầu và thường xuyên phải uống thuốc. Nhưng mà cứ mỗi lần uống thuốc thì bà ấy phải ngủ hết cả ngày. Đúng rồi, vì mẹ tôi ngủ cả ngày nên tôi thường xuyên ăn cơm với gì. Nhưng mà thuốc đó là gì vậy? Mẹ có biết không mẹ? Mẹ cũng không biết. Đó là một loại thuốc màu trắng. Đầu tiên thì chỉ uống một lần một viên, nhưng sau này lại uống nhiều lên. À đúng rồi, có một lần bà ấy đã rất nổi giận với bác sĩ và đã cãi nhau với bà ấy. Sao vậy? Bà ấy hỏi là ai đã kêu bác sĩ đưa thuốc. Rồi sao nữa? Bác sĩ đó nói là bà Ha Dung Sô đã kêu bà ấy làm vậy. Ha Dung Sô? Ha Dung Sô. Mẹ còn nhớ tên của vị bác sĩ đó không mẹ? Không, mẹ không nhớ tên bà ấy. Mẹ chỉ nhớ là phu nhân đã gọi bà ấy là bác sĩ Sơn thôi. Bác sĩ Sơn? Họ của bà ấy rất lạ, và mẹ với phu nhân đã cười vì việc này. Gọi là bà Sơn thì rất lạ, nên đã gọi là bác sĩ Sơn thì không còn thấy lạ nữa. Ha Dung Sô, liệu bà ấy có liên quan tới cái chết của mẹ tôi không? Tôi chắc chắn một việc, bà ấy đã nói bác sĩ cho mẹ cô uống thuốc. Việc lâu rồi sao anh chắc được chứ? Chúng ta thường hay viết vào giấy để nhớ việc gì đó, nhưng với mẹ tôi thì việc này là việc làm khó khăn nhất. Tại sao? Bởi vì mẹ tôi không biết chữ. Khi mà bị thiếu một bên, cô phải dùng bên còn lại để bù vào. Nếu như chân yếu thì tay phải mạnh mẽ hơn. Mẹ tôi vì không biết chữ cho nên bà ấy đã cố nhớ rất nhiều việc. Nên bà ấy nhớ được những việc dù là nhỏ nhặt nhất. Đó là cách để bà ấy tồn tại trên đời này. Việc mẹ tôi nhớ ra việc họ từng cãi nhau cũng không có gì là lạ hết. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm ra vị bác sĩ họ Sun đó. Tôi sẽ thử hỏi cảnh sát ô coi sao. Anh nói là chúng ta không thể xem hồ sơ điều tra đúng chứ? Ừ, tôi từng thử xem thông qua cảnh sát ô nhưng mà không có gì hết. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ trực tiếp đăng ký xem. Tiểu thư Mô Sóc Hy về nước để mở lại cuộc điều tra sao? Cô nghĩ trưởng Vũ Hanh sẽ để yên à? Chắc chắn bà ta đã giữ tất cả hồ sơ. Đó là thứ mà bà ta dùng để nắm thóp họ, dùng nó để quản lý họ, những người liên quan tới vụ án, đặc biệt là công tố viên Chu Hồng In. Phải nhanh chóng tìm ra các tài liệu đó. Vì vậy tôi sẽ đột nhập vào phòng tài liệu của tớp coi sao. Gì đây? Xem đi. Hãy đưa cho trưởng Vũ Hanh. Nếu tớ biết được việc này thì Chuenari sẽ bất lợi. Tớ không thể làm gì bà ta đâu, vì bà ta còn ở bên cạnh ba tôi. Nếu làm vậy họ cũng chết theo. Chuenari sẽ thắng nếu cầm cự được lâu hơn. Thay vào đó anh sẽ chiếm được niềm tin của trưởng Vũ Hanh. Sao cô có được những thông tin này vậy? Kiếp trước tôi là đặc vụ FBI mà. Tôi có linh cảm nên tôi đã đến phòng khám kiểm tra.
Có được cái này không phải là vấn đề, nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Đúng vậy, suýt nữa là tôi xỉu luôn vì bị sốc đó. Cái xe này chán quá. Tôi biết. Giám phòng bất động sản Judy. Hồ Giang Su hả? Tôi biết, tôi cũng đã điều hành văn phòng bất động sản này 20 năm rồi, nên tôi hiểu Hồ Giang Su lắm. Nghe nói ông ấy có mở một nhà hàng ở đây vào 15 năm trước, có phải không chị? Đúng vậy, khi đó kinh doanh đang được tốt, nhưng mà chỉ vì một vài việc mà cuộc đời ông ấy coi như bị hủy hoại luôn. Là việc gì chứ? Vợ và con trai ông ấy qua đời là do tai nạn xe đó. Bị chết do tai nạn giao thông? Ừ. Trời ơi, vợ ông ấy mất cùng một lúc do tai nạn xe mà. Một người bình thường sao chịu đựng được việc đó? Tôi có tới điệu tang lễ nè, mọi người rất là thương tiếc vì việc này. Cuối cùng thì á, không bao lâu sau đó ông ấy cũng rời khỏi đây luôn. Tội nghiệp hết sức à. Hồ Duân Đô đã qua đời vì tai nạn sao? Rồi sao nữa? Lúc đó ở cửa hàng tiện lợi, tôi đã chộp lấy hộp bánh mì, cùng lúc ấy Hồ Duân Đô cũng chộp lấy nó luôn đó. Lúc đó chúng tôi nhìn mũm mĩm lắm. Đó có phải duyên số không vậy? Nhưng mà cho tôi hỏi, đó là lần đầu tiên gặp mặt hả? Ừ, lúc đó tôi và Duân Đô cũng vừa chuyển trường nên cả hai chúng tôi đều không có bạn. Nhưng sau khi lần mua bánh mì đó thì chúng tôi trở thành bạn thân của nhau cho tới giờ luôn á. Chú à, trước khi chuyển trường thì anh ấy học trung học ở đâu vậy chú? Duân Đô hả? Để coi trường trung học ở đâu ta. Có phải là trường Ma Vô không? Không phải, là Tháp Sim Ly. Vậy sao? Nhưng mà Duân Đô thu hút các cô gái lắm sao? Sao vậy? Không chỉ là sau khi đi làm thì thỉnh thoảng lại có con gái đến tìm thôi. Thật sao? Có ai đến nữa à? Một cô gái giàu có và thô lỗ. Giàu có và thô lỗ. À, cô ghen hả? Ghen sao? Cô ta bằng tôi được hả? Chúng tôi đã là bạn thân được 15 năm rồi đó. Nhưng mà có thực là nhà hàng của chúng tôi đã được nổi tiếng hơn rồi, có đúng không vậy? Dạ, đúng vậy, vì con đã thấy nó trên blog và tìm đến đây đó. Blog hả? Mà nè, vì cô là phóng viên và còn quen biết với Duân Đô, nên nhờ cô viết thật tốt cho nhà hàng chúng tôi. Tôi sẽ phục vụ cho cô thật tốt. Dĩ nhiên là vậy rồi, con sẽ thường xuyên đến. Cô không cần nhiệt tình như vậy đâu. Uống thêm một chai nữa nha. Nè con trai, đắp cái này rồi ngủ ha. Ê, gì vậy ba? Nè, là in chị đã mua rồi đem tới tặng, nói nhất định phải cho con dùng. Ê, thôi được rồi, ba dùng đi. Nè, dù con được nhiều cô gái để ý nhưng cũng phải chăm sóc vẻ ngoài một chút chứ. Nhiều cô gái để ý là ai vậy ba? Nè, tên gì đó? Gì? Phóng viên Ô hả? Phóng viên Ô có ý tìm tới đây đó. Ô Khoan Mi? Nói là tìm một nhà hàng bán đồ nướng ngon, nhưng mà ba nghĩ là có liên quan tới con cho nên mới tới đó nghe. Cô ấy hỏi về trường trung học mà con từng theo học á, nghe chưa? Rồi sao? Ba không nói gì hết trơn. Dạ. Ơi, thì tình, con đã nói không dùng rồi mà. Mặt con nhỏ nên vừa in luôn nè, con dùng đi. Nó thì hơi nhỏ với ba. Con không muốn đẹp trai hơn nữa đâu. Hả? Ơi, trời. Theo lời của một người quen với ba của luật sư Hô, thì luật sư Hô và mẹ anh ta đã qua đời do tai nạn xe. Cái gì? Sao người chết rồi lại sống lại được? Ý cậu là cậu ta được tái sinh sao? Tôi tìm hiểu thì chỉ có giấy chứng tử của mẹ anh ta, mà không có của anh ta. Cũng có thể là người đó đã nhớ nhầm thì sao? Ban đầu thì tôi cũng không tin, nên đã tìm nói chuyện với vài người hàng xóm tới dự tang lễ,
Và họ có nói là vợ con ông ta đều đã chết. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đến rồi à? Ngồi đi. Gì đi? Chị trực tiếp kiểm tra đi. Sao cậu có được thông tin này? Tôi đã lợi dụng Ngô Sóc Hy. Cậu dứt giả rồi. Dạ. Hồ Dương Đô. Dạ. Cậu là ai? Dạ. Có thật cậu là Hồ Dương Đô không? Chị nói vậy là có ý gì? Cậu thật sự không hiểu ý tôi sao?최나리 씨의 아버지입니다. 진짜 제 아빠 누구예요? 근데 이건 너무 비겁하지 않아요? 우리 한상모 겁쟁이네. 자는 이 시간 이후 아가씨 24시간 밀착 감시해. 더 이상 탑 자극하지 마. 착각하지 마. 괴물 잡으려다 진짜 괴물 되지 말라고. 너 왜 사냐? 아버지는 왜 사는데요? 배우 최나리 씨 아이의 아버지는 모처리 회장입니다. 드디어 유력한 용의자가 나타났네. 말라 비틀어 죽어가는 걸 보고 싶어.